Mình thấy cậu đang giấu chiếc tất đỏ đó nha. Cậu giấu chiếc tất ở đâu rồi? Bạn Chu Su tìm cho tớ nào. Nói dụi nghe vậy. Bạn Chu Su tìm tất đỏ cho bố Kiên nào. Đây. Không đúng. Đây. Cũng không phải rồi. Vờ vờ đấy. Không phải. Đây. Không phải. Đây. Đúng rồi. Vờ vờ gì? Tiếp tục nào. Tiếp tục nào. Bạn xíu nào đang giấu chiếc quạt vậy? Đây. Đâu? Đây. Làm gì phải? Con chỉ sang cho bố. Đây đây. Không đúng. Đây. Cũng không đúng. Đây. Không đúng. Đây. Đúng rồi. Bạn nào giấu chiếc mũ trắng của bố Kim đâu rồi nhỉ? Chiếc mũ trắng của bố đâu? Đây. Đây là chiếc sừng tê giác. Đây. Cũng là sừng tê giác. Đây. Đúng rồi, chiếc mũ trắng của bố Kiên. Tiếp tục nào. Nay ơi, cậu đang giấu chiếc găng tay ở đâu vậy? Đây. Không phải. Đây. Cũng không phải. Đây. Đúng rồi. Tiếp tục nào. Bạn giờ bạn nào giấu chiếc lá nhỏ xinh xinh của bố Kiên đâu rồi? À. Chiếc lá nhỏ của bố Kiên đâu? Đây. Không đúng. Đây. Cũng không đúng. Đây. Không đúng. Đây. Đúng rồi. Có phải bạn sóc nào đang giấu chiếc kẹo bông ngòn của Su Su đi không? Kẹo bông ngòn của Su đâu? Đây. Đấy là kẹo bông ngòn à? Đây là cái đuôi sóc à? À. Cũng là đuôi sóc. Đây. Đuôi sóc. Đây. Kẹo bông ngòn. Sợ dối nghe. Hiểu biết ra còn giả phần giả phí. Nào, bạn nhím nào đang giấu chiếc kim thế nhỉ? Đây. Không phải. Đây. Không phải. Đúng rồi, sư giỏi quá. Ai đang giấu bông hoa đấy nhỉ? Đây. Không đúng, đấy là bạn sư tử. Đây. Đấy là bạn sư tử. Đây 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 đây. Đúng rồi, đấy là bạn gấu giấu bông hoa. Các bạn vào trong rừng tìm xem ai đang giấu cái gì nào. Bây giờ xuống xuống chỉ lại cho bố biết cái thước ở đâu. Thích đo chiều cao đâu con. Bạn nào đang giấu cái thước đo chiều cao? Đây. Đúng rồi. Bạn đấy bạn gì con? Đây. Nhiều gì? Đây. Thế bạn nhựa đang giấu cái gì con? Đây. Đúng rồi. Cái lá, đúng rồi. Đâu đi đây đâu đi đâu đi. Cái quạt. Cái gì con? Đâu đi đắt. Đúng rồi. 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 Đú